Chú ơi, sao lại gan nóng thì lại gây tình trạng là gây tình trạng viêm dạ dày? Đây là một câu hỏi rất là hay mà phòng khám chuyên khoa học của Truyền thông Nam thì Mộc đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên là sẽ giải thích theo đúng kiểu dân dã dễ hiểu nhất để các anh chị hiểu. Thế thì Đông y có một cái thuyết, nó gọi là thuyết can hại thừa chế. Cái thuyết này rất là hay, nó nói về tất cả các hành nó sinh ra nhau và cũng kìm hãm nhau, chế ngự lẫn nhau để cho nó cân bằng âm dương. Thì trên cơ thể con người ta cũng vậy đấy, trên ngũ hành là như vậy và trên cơ thể con người ta cũng vậy. Thế thì can thì thuộc hành mộc, cây cối đấy, mình cứ ví dụ với cây cối. Tỳ thì thuộc hành thổ đất, thận thì thuộc hành thủy nước, tâm thuộc hành hỏa lửa, phế phổi thuộc hành kim, kim loại đấy. Đấy. Thế thì gan nó đang nóng thực nhiệt như vậy thì nó làm cho cái cây cối nó mọc quá mạnh như thế, nó làm cho đất bị xơ xác. Mà đất bị xơ xác như vậy thì nó không chế được, bởi vì thằng đất ấy, thì thổ ấy, nó chế ngự được thủy lấy đất đắp đắp nước. Tuy nhiên là khi mà cây nó mọc mạnh quá thì cái rễ nó đâm lung tung linh tinh lên thì nó không chế được thủy, thì nó thằng thận nó bị tổn thương. Thế phải tìm được cái thằng nào để chế ngự được cái thằng mộc này để nó đỡ mạnh quá, thì chỉ có bằng kim loại thôi, là phế thuộc hành kim, kim loại nó chặt ngay lập tức, lấy dao mà chặt cây thì làm sao cây mọc nữa, thì tự nhiên thằng thổ nó được lợi. Thế rất kỳ lạ là như vậy. Thế thì ở đời sống ra là gì, đang rất nóng giận với nhau thì nó gây tình trạng là mệt, mệt mỏi là gì, ăn không ngon nữa, tức giận quá ăn bữa cơm cảm thấy nó mất cả ngon mà ăn cũng không tiêu được. Thế thì các đạo gia hoặc là các thầy thuốc thì luôn bảo gì ạ, mày ngừng, mày cố gắng mày nhịn nóng giận đi bằng cách làm là làm nhạo, hít thật hơi sâu vào, thở dài ra, đi bộ một chút cho nó thả lỏng người ra. Đấy là đang đang bổ vào phế đấy, đang hỗ trợ vào phế, vào kim ấy, thì tự nhiên cái gan này nó đỡ. Thế thì với những cái người mà khi mà nóng giận quá thì nó phạm vào tỳ hoặc nó làm gây viêm dạ dày là như vậy. Và muốn chữa bệnh thì làm như nào ạ? Trên phòng khám chuyên khoa y học của Truyền thông Nam thì Mộc hướng dẫn anh chị gì? Tập. Tập làm gì ạ? Tập vỗ tay 4 nhịp theo phương pháp khí động khí công y đạo, hoặc là tập kéo gối để làm gì? Để mạnh phổi, để chế ngự thằng mộc, thằng gan này này, cho nó giảm cái thằng nóng nó xuống, thì cơ thể nó vận hóa được và chữa được cả gan, chữa được cả thằng dạ dày. Mà chữa được dạ dày xong rồi thì thằng gì ạ, thằng thận nó lại tự nhiên nó lại kéo được lên, rất là kỳ diệu. Và đó là cái cách chữa bệnh theo phương pháp can hại thừa chế, cũng như là đông y nó rất là kỳ diệu như vậy. Cho nên đôi khi có những giải thích mà có thể các anh chị mới nghe thì nghe hơi khó, nhưng mà nếu mà xem kỹ hoặc là để ý những cái video clip của phòng khám chuyên khoa học của Truyền thông Nam thì Mộc thì sâu chuỗi tất cả ở trên trên ngũ hành hoặc là trên cơ thể chúng ta thì nó cũng không khó hiểu đâu. Xin chào.